mình sử dụng đó là len nhung đũa nặng khoảng 160g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có hai cuộn len nhung đũa. Và cái móc len mình dùng có độ dày đó là 12mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và tạo phần hình tròn cho chiếc nón. Thì để tạo được phần hình tròn, trước hết đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo vòng tròn ma thuật sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đây các bạn sẽ dùng len và quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy phần lỗ này ra khỏi hai ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ này. Sau đó thì kéo len qua. Và sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc xích. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ này và móc liên tục cho mình 10 mũi nửa kép cùng một phần lỗ. Và sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 10 mũi nửa kép rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất. Và để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Sau đó để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc cho mình một mũi dời. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì đây các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới này và móc cho mình một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các vòng thì bắt đầu từ vòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc vòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi nằm ở bên dưới này, móc liên tục cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân. Như vậy công thức tăng mũi cho vòng thứ hai đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 20 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới. Sau thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Và để móc vòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau thì đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Sau thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên liên tục cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Sau đó đến chân mũi thứ tư của sợi len nằm ở phía bên dưới thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình hai mũi nửa kép cùng một chân. Như vậy công thức tăng mũi cho vòng thứ ba đó là
1 2 1 2 1 2. Cụ thể là với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ móc một mũi nửa ký ép trên một chân móc, còn với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi nửa ký ép cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì tổng số chân mũi nhà các bạn đang có là 30 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi dây nằm ở phía bên dưới, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư. Và cụ thể cách móc dòng thứ tư sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi dây nằm ở phía bên dưới này và móc lên cho mình một mũi nửa kíp. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai của sợi dây nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mũi nửa kíp tiếp theo. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi thứ ba của sợi dây nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình 2 mũi nửa kíp cùng một chân. Như vậy công thức tăng mũi cho dòng thứ tư đó là 1 1 2. Cụ thể là với chân mũi nằm ở vị trí thứ nhất và thứ hai thì các bạn sẽ móc 1 mũi nửa kíp trên một chân móc, và với chân mũi nằm ở vị trí thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 2 mũi nửa kíp cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ tư. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 40 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ tư thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới này, sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần hình tròn rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân nón cho mình. Thì để móc được phần thân nón, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm hai phần. Thì tính từ chân mũi đầu tiên là phần A và phần còn lại là phần B. Thì phần A là gồm có 35 chân mũi và phần B là gồm có 5 chân mũi. Và các bạn sẽ móc phần A cho mình và các bạn sẽ chừa lại phần B. Và cụ thể cách móc dòng thứ 5 của phần thân nón sẽ là như sau. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới này và móc lên cho mình một mũi nửa kíp. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mũi nửa kíp tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi nửa kíp cho đến hết chân mũi thứ 35 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 35 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 5 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 35 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 6. Và để móc dòng thứ 6, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình một mũi nửa kíp. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mũi nửa kíp tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi nửa kíp cho đến hết dòng thứ 6. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 6 rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 5 và dòng thứ 6 như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ 5, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ 6. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 35 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 8. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân nón. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết liền lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây cột cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột nằm ở phía bên tay phải trước nha. Thì để móc phần dây cột nằm ở phía bên tay phải, trước hết đó là các bạn cần phải xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng kim móc và đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới này, nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua. Sau đó nữa đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 20 mũi móc xích. 1 2 3. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 20 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ kéo lên nhau một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình.
Như vậy là các bạn đã gầy xong mũi cho phần dây cột nằm ở phía bên tay phải rồi. Với phần dây cột nằm ở phía bên tay trái, cánh móc cũng sẽ tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã gầy xong mũi cho phần dây cột nằm ở phía bên tay trái nha. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 20 mũi móc xích cho phần dây cột nằm ở phía bên tay trái rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên, đâm vào chân móc thứ hai này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp và móc lên cho mình một mũi dời tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi dời cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ hai, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ hai rồi, tiếp theo đó là đến phần thân nón. Thì ở phần thân nón này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi ly nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi dời. Và ở phần thân nón này có tổng cộng là 35 chân mũi, thì các bạn sẽ móc đủ cho mình là 35 mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân nón rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây cột thứ nhất. Và cách móc phần dây cột thứ nhất sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ hai mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi dời. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ nhất, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần nón rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần tay gấu cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay gấu thứ nhất trước nha. Thì để móc được phần tay gấu thứ nhất trước đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đâm vào vòng tròn này và móc liên tục cho mình 5 mũi móc đơn cùng một vòng tròn. Và để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi ly nó ngồi cùng này, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên lại cho thật chặt. Thì như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi và tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 5 chân mũi. Và để kết thúc vòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai. Bởi vòng thứ hai này các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc vòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì đâm vào cho mũi đầu tiên này, móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục đâm vào cho mũi thứ hai và móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy công thức tăng mũi cho dòng thứ hai đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và ở dòng thứ ba này thì các bạn không cần tăng mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ ba. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 10 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài khoảng 50 cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong phần tay gấu thứ nhất rồi. Với phần tay gấu còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tay gấu thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có hai phần tay gấu như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai phần tay gấu này với lại phần thân nón cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần tay gấu thứ nhất trước nha. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau.
Ok, sau khi mà các bạn đã nối xong phần tay gấu thứ nhất rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần tay gấu thứ hai, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần tay gấu thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sử dụng kim khâu và khâu lại những lọn li mị thừa bên trong của chiếc mũ. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc mũ tay gấu như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.